Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày món bánh nếp chiên giòn nhân mặn, còn gọi là bánh cam mặn. Nhưng bánh cam này hình quả chùy chứ không phải là hình tròn. Mình sẽ không có xài đường hay là khoai chín hoặc là bột nở vì đây là bánh nhân mặn. Vậy mình làm thế nào để bánh không có bị xì nổ, giòn lâu? Đặc biệt là cái phần thứ hai của video á, thì mình làm bánh này với bột nếp ướt tự ngâm xay rất khó để mà đạt được cái bánh điểm sắm tiêu chuẩn giòn như nhà hàng. Vì cái bột ướt á, thì nó rời rạc không kết dính như là mình làm với bột nếp khô pha với nước ấm. Mời các bạn theo dõi chi tiết cách làm của mình để đạt được chiếc bánh giòn da trân châu, còn gọi là da cóc. Đầu tiên á, thì mình sẽ làm nhân. Nhân này á, là cho 32 cái bánh. Mỗi cái bánh á, nhân khoảng từ 12 tới 15 gram. Mình xài 1 muỗng cà phê tỏi bầm, 1 muỗng cà phê hành tím bầm. Rồi 1 muỗng canh hành tây sắc hạt lựu, thêm vào đó thì mình cũng có một muỗng canh hành lá sắc nhỏ, 30 gram cà rốt bằm vụn, cà rốt này đã gọt vỏ rồi, 25 gram nấm mèo đã ngâm. Sau khi ngâm thì mình cũng bằm vụn ra luôn. Tương tự thì mình cũng có 30 gram củ sắn dây. Quê mình thì gọi là sắn dây, nơi khác họ gọi là củ sắn thôi. Thì cũng là sắc hạt lựu luôn. Về phần nước ướp á, thì mình 1 muỗng cà phê dầu hào, mình cho vô 2 muỗng canh nước hoặc là nước súp gà. Rồi mình cho vô 1 muỗng canh tinh bột bắp. Bạn đừng có nhìn trên màn hình bạn thấy mình 2 muỗng canh, bởi vì mình làm số lượng gấp đôi mà mình cho công thức các bạn một nửa thôi. Mình cho vô 1/4 muỗng muối, 1/2 muỗng cà phê bột nấm. Nấm này là nấm đông cô. Rồi 1/2 muỗng tiêu bột. Trộn lại cho tất cả quyện lại với nhau. Xong rồi thì mình sẽ đổ vô thịt. Thịt heo mình xài là 150 gram. Nếu mà các bạn thích mỡ thì các bạn xài thịt heo ba chỉ xay ra. Sau đó mình sẽ đổ cái hỗn hợp nước nó vô thịt, mình khuấy cho đến khi nào mà cái nước nó hoàn toàn hấp thụ vào trong cái thịt thành một khối như vậy. Chảo nóng, lửa lớn, cho dầu 2 muỗng canh vô. Để khi dầu nóng thì mình cho tỏi bầm, hành tím bầm vô cho nó thơm. Đến khi mà nó bắt đầu chuyển qua xém màu vàng á, thì mình cho hành tây vô. Khi hành tây bắt đầu hơi trong trong á, thì mình đổ thịt vô. Đổ thịt vô là khuấy liền tay để cho thịt nó không có bị dính chảo và nó được tách rời ra. Và nhớ là luôn luôn dùng lửa lớn. Dùng lửa lớn đó để cho rau củ và thịt nó không có bị chảy ra nước. Mình khuấy như vậy là để thịt nó đều và cho nó rời rạc ra. Cho cà rốt và củ sắn vào. Rồi tiếp tục cho những thứ còn lại vào như nấm mèo, hành lá. Xào đến khi nào mà thịt nó hết màu hồng, cà rốt nó mềm đi.
thì lúc đó là mình bắt đầu nêm nếm lại có vừa miệng của mình hay không. Các bạn có thể thêm đường, bột ngọt hoặc là các loại bột nêm khác tùy các bạn. Còn mình thì sẽ nêm thêm nửa muỗng canh nước mắm. Mình để nêm nước mắm mình nêm sau cùng là bởi vì mình không có muốn nó bốc hơi tùm lum. Bạn không thích nước mắm thì các bạn có thể thêm nước tương hay là muối, hoặc là cái bột nè, cái bột nêm mặn khác. Bạn thấy ra đây nó vừa không khô lắm, thịt nó mềm không khô lắm mà cũng không có hề có một giọt nước nào. Nhưng như vậy là vừa. Bởi vì cái loại bánh này nó cũng rất là kén nhân, nó mà ướt quá là làm cũng khó. Phần thứ hai là bước vào phần vỏ bánh. Mình sẽ làm ra 16 cái vỏ bánh, mỗi vỏ là 15 gram. Thành phần nguyên liệu gồm có 4 thứ là nước, muối và 2 loại bột. 70 gram tinh bột mì, tức là bột mì tàn á, mình cho vô với 90 gram nước sôi, đang sôi sùng sục thì bỏ vô để mình tạo hồ. Làm từ bột nếp khô á, thì các bạn có thể nấu chung là 250 gram nước sôi, rồi mình bỏ vô 90 gram nước sôi này, còn lại 160 gram thì mình để hơi nguội nguội tí, mình bỏ vô 200 gram bột nếp, mình cho vô là 1/4 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình đổ nước ấm, nước mà từ nấu sôi rồi để nguội rồi, mình hơi ấm ấm, còn ấm ấm thì mình đổ vô để mà cái bột này mình khuấy cho nó hơi nguội nguội lại. Xong rồi á thì các bạn đổ cái tinh bột mà mình đã khuấy thành hồ rồi đó, cho vô cái bột nếp vẫn còn ấm đó. Mình dùng cái muỗng silicone này mình khuấy nó, bởi vì bây giờ nó còn nóng mình thò tay vô chưa được, nhưng mà mình không có để nó nguyên một chỗ, mình phải khuấy cho nó trộn đều đến khi mà gần hết cái bột khô nó luôn. Thì mình cho vô 2 muỗng canh dầu ăn là tương đương với 30 gram á. Người Hoa thì ở đây họ dùng mỡ, họ dùng mỡ nhiều lắm, họ nhờ cái số lượng gấp đôi đó luôn. Và rửa tay sạch, nếu các bạn nào vệ sinh kỹ lưỡng thì các bạn mang găng tay, nhưng mà mình rửa tay sạch thì mình nhồi bằng tay cho nó, mình biết lại cái bột nào vón cục hay gì, mình tự cái tay mình bóp nó ra luôn. Cuối cùng mình nhồi thì nó thành ra một khối như vậy, là mình sẽ bỏ vô cái bịch Ziploc, mình để nó nghỉ 20 phút để cho bột khô nó có thời gian nó hấp thụ nước. Còn không á, mình để nguyên trong tô và đậy nắp kỹ lại là được. Sau đó mình sẽ chia phần bột ra làm hai. Rồi mình một phần á, mình chia ra làm 8 cục, mỗi cục á, là 35 gram. Bây giờ nếu mà các bạn muốn thử bột có được hay chưa thì các bạn vo tròn nó lại rồi mình đập dẹp nó ra. Nếu mà khi mà các bạn đập dẹp á, mà bạn thấy cái viền nó bị nứt á, tức là nó chưa đạt. Mà khi mình đập dẹp ra mà cái viền lắng o á, thì cái bột mình đã tới rồi. Đó, ok rồi. Khi đập dẹp đó, cái nó dày khoảng từ 5-7mm. Rồi đường kính nó khoảng là 7cm, mình đưa ra con số nha, tương đối vậy các bạn để hình dung thôi chứ không có phải cần sự chính xác. Bạn thấy cái viền của mình nó lắng o ha, nó không có bị nứt mới được, chứ còn cái bánh này mà bị nứt là bạn chiên dầu nó sẽ thấm vô trong bột và cái nó sẽ bị hơi nó bung lên, nó sẽ bị bể. Thành ra cái bột rất là quan trọng trong cái món bánh này. Tiếp tục thì mình cứ đè, bạn thấy không, đè ra cái viền nó láng o à. Nếu mà cái viền nó không có láng mà nó hơi bị nứt nứt á, thì các bạn phải trích ra 1/5 bột đó, đậy lại cho kỹ, rồi bỏ microwave 15 giây, bỏ từng 10 giây hoặc là 15 giây, mà rồi mình đem cái bột đó mình trộn lại với cái bột còn lại để mình làm. Còn nếu không á thì các bạn sẽ bị những cái chiếc bánh bị bể. Còn nếu mà mình để microwave mà bột mà nó chín quá
thì ra làm cũng không được, nó sẽ bị dính tay. Khi bị dính tay như vậy, các bạn có thể là pha thêm bột mì vô thì để cứu chữa được. Đó là mình nói thêm những cái mà gặp trở ngại trong lúc làm bánh này thôi, chứ không bắt buộc là phải bỏ bột mì. Cứ gói nhân nhân thì khoảng từ 12 tới 15 gram cho mỗi cái bánh. Như vậy mỗi 16 cái bánh này, mỗi cái bánh nặng khoảng từ 47 tới 50 gram sau khi bọc nhân rồi. Bây giờ thì mình chuyển qua chiên. Chiên bánh mình xài cái loại dầu, dầu này là mình xài dầu bơ có nhiệt độ cao á. Thì mình đổ vô khoảng là 1 lít dầu, lửa lớn. Khi mà dầu nóng tới khoảng 350 độ F, tức là 176 độ C á, hoặc là nếu mà bạn không có cái nhiệt kế thì mình chỉ cần lấy đũa đũa, mình thò đũa đũa vô dầu á, mình thấy đầu đũa nó sủi tay bọt lên nhiều á, là mình bỏ bánh vô. Mình bỏ cho đến khi mà mình bỏ đây đúng ra là 8 cái bánh mà mình làm quà quặng sau, mình chỉ lấy ra được có 7 cái à. 8 cái bánh bỏ hết vô rồi, xong rồi á thì mình sẽ tắt lửa. À, lúc này á, vỏ bánh khi mà nó gặp dầu á, nó nhão ra, các bạn không có được đụng đũa vô trong lúc thời gian này, ít nhất là 3 phút sau, 2 phút sau, 2-3 phút sau cũng được, tùy theo cái bánh mình, cái nhiệt độ dầu. Ta an toàn thì cỡ 3 phút thì mình phải thò đũa vô. Vì mình thấy khi mình bỏ hết bánh vô mà dầu nó vẫn chưa đủ để phủ thì mình đổ thêm dầu vô. Và khi mà bỏ bánh vô xong hết rồi thì mình tắt lửa. Các bạn nhớ nha, mình tắt lửa, mình không có để nó nóng quá thì cái dầu này sẽ làm cái bánh của mình sẽ bị nhão ra, rồi dầu nó thấm vô rồi nó phồng lên, nó bị nứt. Sau 2-3 phút đó, thì mình lật lại. Mình lật đó là mình đụng vô cái phần dưới của cái bánh, mình lật qua thôi, chứ các bạn đừng có đụng vô cái phần trên. Phần trên là bây giờ nó vẫn còn mềm á. Thì mình cứ tiếp, khi mà mình lật như vậy, mình chờ cái bánh mà chung quanh nó đều hết, nó cứng hết rồi á, thì trong cái thời gian mà để cứng hết như vậy á, là cỡ 10 phút là mình bắt đầu mình để lửa cao, mở nó lửa lên trở lại. Khi mở lửa lên trở lại á, thì từ cái thời gian mà từ lửa đến là mở lên trở lại á, là cỡ 7 phút á, thì bánh vàng mình vớt ra. Như vậy tổng số thời gian chiên bánh á, là 17 phút. Nếu mà mình có đợt khai á, thì mình chiên lúc bây giờ dầu nếu mà nóng quá á, thì các bạn có thể đổ thêm dầu nguội vô cho nó nguội xuống, hoặc là để cho dầu nó nguội rồi mình mới đổ bánh mình chiên đợt hai. Bạn nhìn cái bánh mình chiên như vậy ra cái da cóc á, mà có những cái bánh nó có những cái u ở trên là bởi vì thiếu dầu, nó không có phủ cái phần trên á. Như vậy nó cho nên mình khuyên các bạn nên đổ nhiều dầu cho cái bánh nó chìm trong dầu. Bây giờ là phần thứ hai của cái làm vỏ nhân là mình là vỏ bánh mình làm bằng bột nếp ngâm xay. Bột nếp này là bột nếp ướt, rất là khó. Các bạn nào có kinh nghiệm mới làm được. Thì mình nói ra không phải là hù, nhưng mà để các bạn nếu muốn làm thì các bạn theo dõi cho chính xác. Mình xài 200g bột mì, 200g nếp mình ngâm ra thì được 360g bột nếp ướt. Tương tự thì bên cái phần tinh làm hồ thì vẫn là 70g tinh bột mì cộng với 90g nước sôi là mình trộn nó. Nước đang sôi thì mình bỏ vô nó mới ra hồ nha. Nếu mà bạn đổ nước nguội hay nước ấm là không ra được hồ. Khi bỏ vô thì mình phải khuấy nhanh lên để cho nó đều. Trở lại với cái phần bột nếp ướt, mình cho vô 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình bóp nát cái bột nếp ướt này ra. Bạn thấy nếu mà bột nếp khô thì bạn pha với lại nước ấm thì nó ra một khối. Còn đây thì nó ra cái bột rời rời như vậy, rất là khó làm. Thành ra các bạn phải chú ý mới làm được. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bột
nếp ướt đó mình bỏ từ từ vô với cái bột hồ, và mình nhồi nhồi cho đến khi nào mà nó thành chung lại một khối. Nhưng mà cái khối đó vẫn chưa sẵn sàng để mình làm vỏ bánh, mình phải làm thêm một bước nữa. Bạn thấy bây giờ là nó đã nhồi chung vô được một khối rồi. Sau khi mà nó được một khối như vậy á, các bạn cho vô 30 gram dầu ăn và nhồi cho đến khi nào mà cái dầu nó thấm hoàn toàn vào bột. Rồi mình sẽ trích ra 1/5 cái bột đã nhồi đó, đậy lại, bỏ vô microwave từ 15 tới 20 giây. Bột nó sẽ nửa sống nửa chín như vậy. Mình lại nhét nó vô trong cái cục bột và nhồi nó lại cho nó đều. Và bây giờ thì cái bột mình đã là có cái sự cấu kết vững rồi, là chiên nó sẽ không có bị mà nổ nữa. Nếu muốn thử thì các bạn lấy một viên mình vò ra rồi mình đập dẹp nó. Bạn thấy không? Nó không có bị nứt cái viên, xung quanh cái viên nó lắng o luôn. Như vậy là thành công rồi. Mà xui mà lỡ như nó bị dính tay là mình không có đập dẹp được được, thì các bạn phải bỏ bột mì vô để mà cứu nó. Bọc nhân thì cũng giống như cái phần với bột nếp khô, thành ra mình không có chiếu. Bây giờ mình quay cái phần mà chiên. Thì cái bột sau khi chiên, cái dầu sau khi chiên lần thứ nhất, cái lần thứ nhì thì nó còn ít lại. Mình dùng cái chảo nhỏ hơn, mình chiên lần thứ nhì. Cũng là dầu nóng, đến khi cái bột sủi tăm từ đầu đũa thì mình bỏ bánh vô. Bỏ hết vô 8 cái bánh rồi á, thì tắt lửa. Đó, mình phải chiếu chỗ tắt lửa cho bạn thấy rõ. Đó, tắt rồi, off. Off xong rồi á, thì mình cũng không có thò đũa vô cho đến 2-3 phút sau. Và mình thấy cái phần dưới nó hơi cứng cứng rồi, mình mới lật rờ cái phần, không phải rờ, mà dùng đũa đẩy cái phần dưới nó lên, lật ngược nó lên. Rồi mình tiếp tục mình chiên, mình lật qua lật lại cho đến khi nào mà cái bánh nó không còn cái chỗ nào mà trắng đục, tức là còn bột sống nữa, nó chín hết rồi. Lúc đó chín hết giờ thì tốn cỡ 10 phút thì mình bắt đầu vặn lửa lên. Thời gian này thì mình bắt đầu mình chiên, không phải là chiên chín nữa mà chiên cho nó giòn khoảng 7-8 phút á. Thì mình tổng số thời gian như là cái bột chiên bột khô nếp khô á thì cũng là 17 phút. Mình để ý nếu mà các bạn chiên mà lửa lớn mà không có tắt lửa ha, lửa lớn từ đầu đến đuôi á, thì cỡ phút thứ 7 hay thứ 8 là bánh mình bắt đầu sình nổ đó. Cái bụng nó như con ảnh ương rồi, là nó bắt đầu xì á. Mà cái bánh nào mà bị xì hay nổ là nó hút dầu dữ lắm. Cái bánh đó là mềm liền à, dù nó hút dầu một ít đi nữa nó cũng là mềm, không có thể nào giòn. Còn các bạn làm cái bánh giòn ở trên màn hình của mình, những cái bánh này nó giòn rất là lâu luôn. Đó, rồi sau mà mình thấy nó vàng đều mà cái da nó nổi da cóc như vậy á, khó lắm nha. Mà bằng làm đạt như vậy không cần đường, không cần bột nổi, không cần bột khoai lang, khoai tây gì hết mà ra được như vậy á, thì các bạn phải nói là rất là hài lòng. Xong rồi bắt đầu chuyển qua cái phần mà nói thêm cái phần kế tiếp á, là mình làm cái này nó hơi bị làm bột hơi chín quá đó, nó dính tay, thành ra mình bỏ bột mì vô. Khi bỏ bột mì vô thì mình chiên nó ít ra da cóc, cái da nó láng hơn, nhưng mà cái nhờ có bột mì cái bánh cái màu nó tươi hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn giòn nha. Thành ra nếu mà các bạn thích á, thì pha thêm bột mì. Sau này mình sẽ làm một cái công thức có bột mì, là bột mì chính cống chứ không phải là vì cứu chữa cháy như vậy. Bây giờ mình cắt ra các bạn thấy cái bánh đó như vậy, cái nó giòn lắm. Mình ăn kèm bất cứ thứ gì bạn thích, bạn có thể ăn kèm với lại tương cà chua, là ketchup á, hay là sốt chua ngọt sweet and sour sauce á. Còn không nữa làm dưa chua ngọt từ cái củ sắn,
Còn không thì ăn chấm với nước mắm pha loãng. Có khi thì mình ăn không nó luôn, mình không cần chấm chiếc gì với cái gì hết trơn á. Còn làm dưa mà dưa chua ngọt với củ sắn thì mình lấy 200g củ sắn mình sắc ra, rồi mình bỏ vô nửa muỗng cà phê muối, mình nhồi nhồi cho nó ra, cho nó mềm hết, cho nó ra bớt nước, rồi mình vắt nó, rồi mình cho vô 2 muỗng cà phê giấm, 2 muỗng cà phê đường là ra cái món chua củ sắn chua ngọt mình ăn kèm với nó. Mình ăn thử cho các bạn coi, mình cắt một cái bánh ra rồi mình nhét cái sốt nó vô, không phải nhét cái dừa nó vô rồi mình chấm với sốt, hay là ăn không vậy cũng được đó. Nó giòn ở ngoài, nó dẻo ở trong, nhưng là nó cũng vừa luôn đó. Cái màu của cái mà cứu dính á, bỏ bột mì vô thì cái màu nó đẹp hơn. Nhưng mà lại mình thích lại cái loại mà gia cốc á. Công thức các bạn có thể chọn cái nào, nếu mà các bạn làm từ bột ướt á, từ gạo nếp ngâm xay á, thì các bạn theo dõi cái phần nửa video sau. Còn không á, thì các bạn chỉ làm từ bột nếp khô thì rất dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.